Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel toplist.vn. Trước đây, phần lớn các bạn học sinh thường chọn khối ngành kinh tế, nhưng do những diễn biến phức tạp của nền kinh tế nói chung, cơ hội việc làm cho sinh viên khối ngành này đang ngày càng thu hẹp. Hiện xu hướng tại Việt Nam và thế giới đang nghiêng về khối ngành kỹ thuật, vốn ít được học sinh lựa chọn, trong khi đây mới thật sự là khối ngành mang lại thu nhập cao ngay khi ra trường, có nhiều cơ hội việc làm dài hạn với nhiều chuyên ngành đa dạng và đặc biệt phù hợp với cả nữ giới. Cùng toplist.vn điểm qua những trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật tốt nhất Việt Nam hiện nay. Top 5 trường đại học công nghệ giao thông vận tải. Trường đại học công nghệ giao thông vận tải là trường đại học công lập, được nâng cấp năm 2011 từ trường cao đẳng giao thông vận tải trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, tiền thân là trường cao đẳng công chính. Trường đào tạo đa ngành đa lĩnh vực về công nghệ kỹ thuật giao thông, công nghệ kỹ thuật cơ khí ô tô, kinh tế vận tải logistics, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, môi trường. Theo định hướng ứng dụng phục vụ ngành giao thông vận tải và các ngành kinh tế quốc dân, năm 2016 trường được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch phát triển thành trường đại học trọng điểm quốc gia. Năm 2017 trường là một trong 15 trường đại học đầu tiên của Việt Nam được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học. Top 4 Đại học Giao thông Vận tải. Được thành lập vào năm 1960 và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải là một trường đại học công lập, đào tạo chuyên ngành các lĩnh vực về kỹ thuật giao thông vận tải kinh tế của Việt Nam. Trường hiện có tất cả 15 ngành đào tạo với 69 chuyên ngành bậc đại học, 16 chuyên ngành bậc thạc sĩ và 17 chuyên ngành bậc tiến sĩ. Quy mô đào tạo của trường có trên 32.000 sinh viên các hệ, trong đó có gần 20.000 sinh viên hệ chính quy, trên 2.300 học viên cao học và gần 120 nghiên cứu sinh. Trường Đại học Giao thông Vận tải hướng tới mô hình đại học đa ngành nghề về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế. Trường Đại học Giao thông Vận tải có sứ mạng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chất lượng cao theo xu hướng hội nhập, có trách nhiệm xã hội nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành giao thông vận tải và đất nước. Top 3 Đại học Xây dựng. Tiền thân là khoa xây dựng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 1956 đến năm 1966 tách ra thành trường riêng. Năm 2017, trường trở thành một trong 4 trường đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu do Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học công nhận. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, mỗi bước đi của trường đại học xây dựng đều gắn liền với sự phát triển của ngành, của thủ đô Hà Nội và của đất nước. Ra đời trong hoàn cảnh ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các thế hệ thầy và trò đã không hề bị khuất phục, luôn đứng vững và không ngừng phấn đấu vươn lên cho đến ngày nay. Xây dựng trường trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ lớn uy tín của đất nước, xứng đáng với nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã trao tặng. Top 2 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trường đa cấp đa ngành nghề, định hướng ứng dụng và thực hành trực thuộc Bộ Công Thương, được nâng cấp lên đại học năm 2005 trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Tiền thân là Trường Chuyên nghiệp Hà Nội do Pháp thành lập năm 1898. Trường đào tạo tiến sĩ cơ khí, thạc sĩ, kỹ sư thực hành hệ 4 năm, cử nhân kinh tế, cao đẳng kỹ thuật, cao đẳng nghề, trung cấp kỹ thuật, trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là cơ sở đào tạo định hướng ứng dụng nhiều ngành, nhiều loại hình, nhiều cấp trình độ, là trường đại học đạt chuẩn quốc gia và chuẩn quốc tế một số lĩnh vực, là trung tâm nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ uy tín, là địa chỉ tin cậy cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và quốc tế. Top 1 Đại học Bách khoa Hà Nội. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những trường đại học kỹ thuật đa ngành hàng đầu tại Việt Nam và cũng là một trong các trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Đây là một trong 13 thành viên của Hiệp hội các trường đại học kỹ thuật hàng đầu của châu Á Thái Bình Dương. Theo báo cáo của dự án SCI Imago, khi tiến hành xếp hạng 5.147 trường đại học và tổ chức nghiên cứu trên thế giới năm 2016, Đại học Bách khoa Hà Nội đứng đầu trong 4 tổ chức giáo dục của Việt Nam, bao gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học và Công nghệ Hàn lâm Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Bách khoa Hà Nội là nơi đã đào tạo ra những kỹ sư kỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam, với đội ngũ cán bộ giảng viên đa ngành có trình độ cao, giỏi về chuyên môn, vững vàng về chính trị, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Đến nay, nguồn nhân lực tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội đã và đang có mặt trên mọi miền đất nước, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các bạn vừa xem xong video top 5 trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật tốt nhất hiện nay. Hãy xem và lựa chọn cho mình ngôi trường phù hợp nhất. Nếu yêu thích chủ đề ngày hôm nay, hãy like và comment cho chúng mình biết các bạn nghĩ như thế nào về video này. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ qua bất kỳ nội dung nào mà Toplist muốn giới thiệu đến các bạn trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại!